Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho mọi người nơi mà Linh sinh sống, ở thành phố nơi mà Linh sống. Đây là thành phố Suối và nó nằm ở phía đông bắc của Hà Lan, cách khoảng 1 tiếng rưỡi đi đến Amsterdam. Thành phố này Linh sống ở đây quen rồi, cho nên Linh cảm thấy giống như là quê hương thứ hai của mình vậy đó. Thành phố này có khoảng 130.000 người theo theo báo cáo của năm 2021. Và ở phía sau lên đây, mọi người nhìn thấy không? Đó, đó chính là cái cổng vào của thành phố. Chút xíu nữa Linh sẽ quay lại phía sau cho mọi người xem. Chứ bây giờ Linh đứng án rồi, sẽ không thấy gì hết. Linh khi mà Linh sống ở đây á, Linh rất thích thành phố này luôn. Tại vì người dân ở đây rất là hiền hòa và họ rất là giúp đỡ mọi người. Cái thành phố này á, khi mọi người đến đây, nhất là những người mà nhập cư á, thì họ nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều của chính phủ và người dân ở đây. Khi những người ở đây họ không còn làm việc nữa, họ sẽ làm những cái việc giống như là Revelocals, tự nhiên quên rồi ta, là người tình nguyện viên á. Họ sẽ giúp đỡ những người mới vào đây sinh sống rất là nhiều. Họ dạy tiếng nè, họ dạy cách hòa nhập vào với cộng đồng ở Hà Lan này. Bây giờ Linh sẽ quay một vòng thành phố cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình đi qua đường nha. Đây là cái đường vạch ngang cho người đi bộ. Mình rất là tự tin khi mà đi trên con đường này, tại vì ai cũng phải nhường đường cho mình hết. Linh qua đây sống đã lâu và cái đây là cái thành phố thứ ba mà Linh sống chứ không phải là thành phố đầu tiên. Và Linh nhưng mà đặc biệt là Linh gắn bó với thành phố này lâu nhất. Linh cảm thấy rất là thân quen ở nơi này. Ở bên đây là cái đường để đi vào trung tâm. Mình đi bằng đường này, nếu mình đi bằng xe đạp, mọi người thấy không? Nhà nhà đi xe đạp, người đi xe đạp. Và đây là cái cổng thì Linh nghĩ trước đây cái chỗ này sẽ không phải là dễ dàng đi như vậy đâu. Tại vì mình phải qua cái cổng như vậy thì mình mới vào thành phố được. Còn đây là cây súng canon. Bây giờ mình đi vào cổng nha. Cái cổng thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu cả nhà ơi. Nhưng mà tại Linh muốn quay và giới thiệu cho mọi người xem. Ở đây thì mình có thể mua vé để đi lên trên đỉnh của cái tòa tháp này. Hồi trước blog Linh cũng hay tổ chức đi vào mấy chỗ này lắm, nhưng mà Linh lại không có đi theo kịp. Và Linh không có thời gian á, cho nên lần khác, cũng may mắn là lúc đó Linh chưa có làm YouTube cho nên Linh cũng không có quay gì hết. Bây giờ lần sau thì Linh sẽ mua vé vào đây. Linh sẽ quay cho mọi người xem cái cổng đi vào đây nhỏ xíu không thấy gì hết. Sorry, không thấy gì luôn. Và đây, cái đường nối vào để đi hồi nãy đây nè. Cái đường này là đi vào trung tâm. Cái chỗ mà Linh giới thiệu với mọi người cái trong cái clip mà đi chợ truyền thống của Hà Lan á, thì đi vào chỗ này. Nói chung mấy cổng vào lận, nhưng mà đây là cái chỗ mà đi qua cái cổng Station Post này mình vào trong đó. Bây giờ mình đi một vòng thành phố nha. Hôm nay trời rất là đẹp và người Hà Lan rất là thích ngồi tắm nắng. Cả nhà nhìn xem là ở trên cái bãi cỏ này có rất là nhiều người ngồi luôn. Giờ mình đi qua cầu, Linh sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh đối diện với cái chỗ này như thế nào. Vì Linh cảm thấy nó rất là đẹp nên Linh muốn chia sẻ cho mọi người xem. Mọi người thấy biểu tượng đèn đỏ này không? Cái tiếng tít 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 đó là để cho người 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 khiếm thị đó mọi người. Họ nghe cái tiếng này họ biết là mình có nên dừng lại hay là đi tiếp hay không. Trong cái clip về cái lúc mà đi Rotterdam, mình có nói chuyện về cái chỗ này đó. Mọi người thấy không? Cái anh này anh đi tới đây để anh bấm vào cái nút này. Cái nút này để mình chờ đó cả nhà, để đi qua đường. Cái con đường này rất là dài cả nhà ơi. Và
coi như là hôm nay để đi quay clip cho mọi người xem thì Linh cũng có thời gian để Linh đi tản bộ ở chỗ này luôn. Chứ bình thường á thì chỉ có chạy xe đạp hoặc là đi xe hơi để đi đến con đường này thôi. Linh thích ngồi ở chỗ này lắm, nhưng chưa bao giờ ngồi luôn á, tại vì xa nhà quá. Rồi tự nhiên chạy chiếc xe đạp chạy ra đây ngồi thì cũng hơi bất tiện một tí. Linh nghĩ là ai mà thích đạp xe thì sẽ rất là thích sống ở Hà Lan. Nhìn có cây liễu rủ lãng mạn quá cả nhà ha. Linh nghĩ là ở bên một cái chỗ nào đó có con mấy đứa con nít nó đang chơi đùa với cái trò này nè đó. Nên Linh mình nghe cái tiếng của trẻ con á. Với những nước khác thì Linh không biết như thế nào, tại vì ở những nước khác thì Linh cũng chỉ qua chơi ở vài ngày thôi chứ không có sinh sống lâu dài, cho nên Linh không biết cái phong tục của họ nhiều. Nhưng mà ở Hà Lan Linh ở rất lâu rồi, cho nên Linh cảm thấy rất là thích. Và Linh cảm thấy mình rất là bình yên khi ở cái đất nước này. Linh quay cho mọi người xem cái cầu nha, hồi nãy mình vừa đi qua đó. Linh định đi dọc cái con kênh này để quay hết cái cảnh đẹp cho mọi người xem, nhưng mà Linh thấy đi xa quá, một cái đoạn đường rất là xa luôn, cho nên thôi Linh dừng ở cái khúc này nha, để Linh nói thêm thông tin về cho mọi người xem. Đây á, phía bên tay phải của mình có một cái tòa nhà xám xám này đây, để là Stadskamer, thì nó là một cái thư viện của thành phố đó cả nhà. Người Hà Lan rất là thích đọc sách, cho nên trước đây cái thư viện này nằm ở trung tâm thành phố, ngay chỗ cái tiệm bán đồ của Zara đó. Nhưng mà cái nơi đó thì hơi bị nhỏ và họ chuyển về đây, cũng chuyển về đây mấy năm rồi. Và chỗ này rất là lớn, mình có thể làm thẻ thư viện vào đây mình mượn sách nè, rồi mình đọc sách, mình học tập ở đây. Linh nói rồi, người Hà Lan rất là thích đọc sách, cho nên thư viện này cũng đông người lắm đó. Cả nhà xem á, thì đợi hết clip Linh, càng ngày Linh cố gắng làm cái clip ngắn ngắn là một chút, nội dung nó cô đọng để cho mọi người xem. Và mọi người subscribe, like, nhấn chuông cho Linh nữa nha. Linh cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đó. Bây giờ nói gì thì nói thì mình cũng phải vào trung tâm một tí để Linh giới thiệu cái chỗ gọi là nhà thờ lớn của thành phố cho mọi người xem nha. Phía sau Linh đó là một cái nhà thờ rất là lớn, để Linh quay cao lên cho mọi người xem nhé. Đây là cái nhà thờ lớn, rất là lớn ở chỗ của Linh. Và nếu có dịp, nếu mọi người có thời gian và theo dõi cái clip của Linh đó, thì một ngày nào đó Linh hứa là sẽ vào trong cái nhà thờ đó để quay cho mọi người xem. Smile. Thank you. Cái mấy người Hà Lan thì cũng tiếu lắm, thấy mình đang quay clip á thì họ chạy qua họ kêu á mình phải cười lên. Mọi người có nghe không? Đây cái tượng màu xanh này nè, hơi chói mọi người không thấy ha, để Linh sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Sorry. Cái chợ này á thì mọi người đã thấy rồi trong cái clip mà Linh quay về cái chợ chợ của Hà Lan á, chợ mở của Hà Lan á mọi người. Để Linh sẽ edit lại cái chỗ này và mọi người xem là cái chợ mở của Hà Lan như thế nào. Và đây là cái tượng mà gọi là ở Linh nó kêu là cái tượng thiên thần, thì đây cũng là một cái biểu tượng của thành phố. Bây giờ Linh sẽ quay lại cho mọi người xem cái cảnh cái chỗ này bắn hoa. Mùa này là mùa xuân rồi cho nên người ta bắn hoa nhiều lắm.
Đây là cái chỗ bán hoa, chỗ Linh. Linh rất là thích đến cái chỗ này để mua hoa và mua một số cây giống. Hiện giờ thì hoa cũng nhiều, hoa rất là đẹp đó mọi người. Hoa đẹp lắm luôn. Thấy không? Chỗ này thì họ trưng bày cây giống của rau cải. Hiện tại thì chưa có các loại cây giống của châu Á. Vì nhìn nó trời thì còn đẹp. Mọi người thì mặc đồ có vẻ là hơi thoải mái một tí chứ không có quấn người nữa. Nhưng mà vẫn còn lạnh lắm cả nhà ơi. Tại vì đến tháng 4 thời tiết có còn thay đổi nữa. Cho nên cây giống châu Á của mình sống không nổi đâu. Nhưng có những loại giống như cải xanh, xà lách đó, thì nó chịu lạnh rất là hay. Thì mọi người có thể mua bây giờ và trồng ở trong vườn của mình. Nãy giờ mình đi dọc, đi ngang rất là nhiều ở cái chỗ thành phố của mình rồi. Linh xin phép là sẽ dừng clip lại chỗ cái khúc này. Mình còn nhiều nơi mình chưa đi lắm, nhưng mà Linh cũng muốn để dành cho những clip sau. Và nói chung là nếu mà làm nhiều quá mọi người coi mọi người cũng mệt nữa. Phía sau Linh đây là một cái tòa nhà thờ. Ủa, một cái nhà thờ chứ không phải cái tòa nhà thờ. Mà Linh thú thật là Linh chưa bao giờ vào đây luôn á. Rồi Linh sẽ quay cho mọi người xem cái bãi cỏ bên này nha. Bãi cỏ chỗ này đẹp lắm. Đây nè cả nhà. Ở chỗ đây á, mùa xuân và mùa thu rất là đẹp. Mấy lần trước Linh đi á, mấy tuần trước Linh đi là hoa mọc đầy ở đây hết. Bây giờ nó rụng hết rồi. Và cái chỗ này có một cái bờ kênh mà mọi người rất là thích đi chơi mấy cái trò chơi trên nước vào mùa hè, mùa ngày ấm chứ không phải mùa hè không. Đó. Dân tình rất là thích ra tắm nắng ở chỗ này. Linh cũng thích nữa, nếu mà Linh đi với bạn Linh, Linh sẽ ra đây ngồi chơi. Trời ơi, có cái ông này, ông nằm ở dưới gốc cây. Nãy giờ không để ý luôn nha, không biết ông có sao không nữa. Thì ghê quá, sợ kinh luôn á. Tại bình thường người ta ngồi thôi chứ ai đâu có ai nằm kiểu như vậy đâu trời. Ồ. Hy vọng là anh ấy đừng có bị gì nha. Thành phố của Linh nó có một cái tiệm kem mà theo Linh nó là ngon nhất ở Hà Lan luôn. Đến vào cuối tháng 3 thì họ mới mở cửa. Cho nên khi họ mở cửa Linh sẽ ghé đó ăn và giới thiệu cho mọi người. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mong mọi người hãy subscribe, share và like clip của Linh nha. Nhấn chuông nữa chứ quên. Rồi để cho Linh có nhiều subscribe, Linh có thêm cái động lực để quay và chia sẻ với mọi người. Chứ giờ Linh quay cũng nhiều mà ít subscribe quá, Linh thấy cũng buồn quá. Linh buồn thì Linh buồn, nhưng mà Linh vẫn chúc cả nhà một kỳ nghỉ, một ngày thật là vui. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé. Thank you.